Xin chào các bạn đã đến với cả số đặc biệt của channel Laptop Z. Nhân dịp năm mới thì Laptop Z xin chúc các bạn một năm mới tân sửu, an khang, thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Và trong số đặc biệt này thì Laptop Z xin hân hạnh mang đến cho em một chương trình đặc biệt giảm giá cực sốc, giảm ngay 5 triệu đồng cho 5 mẫu máy. Mỗi mẫu sẽ được giới hạn cho 5 chiếc đầu tiên cho 5 anh em đặt hàng sớm nhất. Và chương trình này sẽ áp dụng cho cả các bạn mua online và offline. Về cách mua online thì mình sẽ để dưới phần mô tả video để các bạn có thể tham khảo chi tiết nhất cách mua hàng online và cách để liên hệ với hotline của Laptop AZ nhé. Và chiếc máy đầu tiên trong chương trình này đó chính là chiếc Acer Helios 300 với chip Core i7-1750H, 16GB RAM cùng SSD 512GB và đặc biệt là card RTX 2060 với mức giá ở thời điểm hiện tại là vào khoảng 33 triệu đồng. Thì ngay trong chương trình này, bỏ qua mức giá trên thì anh em sẽ sở hữu cho mình chiếc máy này với mức giá 28 triệu đồng cho 5 chiếc máy đầu tiên mà thôi. Và Acer Helios 300 phiên bản 2020 là một trong những mẫu máy khá là hiếm trong tầm tiền sở hữu RTX 2060. Và đặc biệt với mức giá bây giờ tại điểm hiện tại được trong chương trình khuyến mãi là 28 triệu thì đây là một trong những chiếc máy có cái hiệu năng gần như là phá đảo phân khúc rồi. Chúng ta sẽ có thêm cả vỏ nhôm, màn hình tần số quét cao, phủ màu đẹp và một cái thiết kế cực kỳ gaming và gai góc. Và về chi tiết trải nghiệm chơi game, về đánh giá chi tiết chiếc Helios 300 2020 này thì mình sẽ để dưới phần mô tả video trên channel này nhé. Tại vì là chiếc máy này có rất nhiều điểm thú vị và mình nghĩ là anh em sẽ nên quan tâm đấy. Chiếc máy thứ hai trong chương trình này đó chính là chiếc Lenovo Legion 5 với chip Ryzen 7 4800H, 16GB RAM cùng với SSD 256GB và các GTX 1660 Ti, thì mức giá của thời điểm hiện tại nó sẽ rơi vào khoảng 29.500.000 đồng. Và bỏ qua mức giá trên, 5 bạn nhanh tay đặt hàng sớm nhất sẽ sở hữu cho mình chiếc máy này với giá chỉ còn 24.500.000 đồng mà thôi. Và với 24.500.000 đồng, các bạn sẽ sở hữu một chiếc laptop gaming quốc dân, hiệu năng cao, tản nhiệt tốt, thiết kế thì đẹp, đơn giản. Cùng với đó, đây là một trong những chiếc máy mà laptop gaming quốc dân tại năm 2020 rồi. Chúng ta không cần nói quá nhiều về chiếc máy này. Ở trên channel Laptop Z có rất là nhiều bài đánh giá, review, chia sẻ trải nghiệm trên chiếc Lenovo Legion 5 này. Mình sẽ để dưới phần mô tả video để các bạn có thể tham khảo một cách chi tiết nhất nhé. Và chiếc máy tiếp theo là một đối thủ của nhà Lenovo, đó chính là chiếc HP Omen 2020 với chip Ryzen 7 4800H, 8GB RAM cùng với SSD 512GB và cũng là cả GTX 1660 Ti, thì chiếc máy này ở thời điểm hiện tại có mức giá vào khoảng 27.900.000 đồng. Nhưng bỏ qua mức giá trên, 5 anh em đặt hàng sớm nhất cũng sẽ sở hữu cho mình chiếc máy này với mức giá chỉ còn 22.900.000 đồng mà thôi. Và với sự lột xác của dòng sản phẩm HP Omen thì chắc chắn đây là một trong những mẫu máy anh em cực kỳ đáng cân nhắc. Với mức giá bây giờ thì chỉ còn 22.900.000, chúng ta sở hữu một chiếc máy với màn hình đẹp, tần số quét cao, hiệu năng tốt và một thiết kế có phần rất là nổi bật trong tầm tiền này. Và chi tiết về trải nghiệm chơi game hay là về đánh giá chi tiết trên HP này thì mình sẽ để dưới phần mô tả video, vì đây là một trong những chiếc máy cực kỳ thú vị trong tầm tiền 27 triệu, chứ đừng nói đến mức giá là 23 triệu chiếc máy này tại thời điểm hiện tại nhé. Và mẫu máy thứ tư là một chiếc máy đã bán cực kỳ chạy tại cửa hàng Laptop AZ, đó chính là chiếc máy quốc dân Acer Nitro 5 2020 với chip Core i5-1300H, 8GB RAM, cùng với đó là SSD 256GB và cuối cùng là card RTX 1650. Thì mức giá của chiếc máy này ở thời điểm hiện tại là 19 triệu đồng, nhưng tiếp tục bỏ qua mức giá 19 triệu đồng này, 5 anh em đặt hàng sớm nhất sẽ có cho mình chiếc máy Acer Nitro 5 với mức giá chỉ còn 16 triệu đồng mà thôi. Và nhắc đến Acer Nitro 5 thì chúng ta phải nhắc đến một chiếc máy có hiệu năng rất tốt trong tầm tiền. Và đặc biệt là về khoản tản nhiệt, chúng ta không phải lo nghĩ về nhiều. Chúng ta có một chiếc máy hiệu năng tốt, tản nhiệt mát mẻ và cùng đó là một thiết kế nhìn rất là nổi bật. Và với mức giá 16 triệu thì mình nghĩ đây là một trong những chiếc máy làm vua hiệu năng trong phân khúc. Và chi tiết về đánh giá chiếc máy này cùng với cả hiệu năng chơi game thì trên channel Laptop AZ đã có đánh giá chi tiết rồi. Các bạn có thể tham khảo trên channel Laptop AZ nhé. Mình vẫn sẽ để dưới phần mô tả để cho bạn có thêm những thông tin tham khảo chi tiết nhất. Và chiếc máy cuối cùng trong chương trình này đó chính là một chiếc máy siêu cấp VIP Pro Ultrabook đến từ nhà Asus, đó chính là chiếc ZenBook Q407iQ với chip Ryzen 5 4500U, 8GB RAM cùng SSD 256GB và đặc biệt chiếc máy này sở hữu card RTX 3050. Và mức giá ở thời điểm hiện tại của chiếc máy này là khoảng 19 triệu đồng, nhưng tiếp tục bỏ qua mức giá trên, 5 anh em đặt hàng sớm nhất sẽ có thể sở hữu chiếc máy này với mức giá chỉ còn 16 triệu đồng mà thôi. Và ZenBook Q407iQ là một trong những chiếc Ultrabook cao cấp đến từ Asus, là một trong những chiếc Ultrabook hiếm hoi trong tầm tiền sở hữu một cấu hình mạnh nhưng vẫn đảm bảo thời lượng pin tốt và thiết kế đẹp, cao cấp, tranh sản. Và về chi tiết chiếc ZenBook Q407iQ này, mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo thêm những thông tin về hiệu năng, về cái trải nghiệm sử dụng của chiếc máy này nhá. Và đây là chương trình sale lớn nhất năm của Laptop AZ, và tại thời điểm hiện tại bây giờ là mức giá cực kỳ ưu đãi rồi, và đó là một thời điểm cực kỳ là hợp lý để chúng ta có thể sắm những chiếc laptop gaming mà mình hàng mong ước, mình hàng mong muốn. Và đó tất cả gì trong số đặc biệt ngày hôm nay.
Và xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Mình là Hoàng Vâu. Và mình là Duy View. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.